chị nói chị nghe. Trời ơi, trời ơi. Đi vô đứng thẳng không? Quá dữ. Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở dưới Châu Thành, tỉnh Tiền Giang của bác anh chị. Bữa nay là Phong mới nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng từ chị Ngọc ở đây, cùng với một người má ở đây, với hai người chị ở phương xa mới về, bên Mỹ mới về của chú anh chị, là biết được một hoàn cảnh khó khăn á. Thì Phong Nguyễn cũng chào chị Ngọc nha. Hoàn cảnh ở đây là như thế nào vậy chị? Dạ, trước tiên thì cũng chào Phong Nguyễn, rồi chào bà con quý khán giả và các mạnh thường quân xa gần trong vòng ngoài nước. Tâm Ngọc kính chúc quý vị khán giả, các mạnh thường quân nhiều sức khỏe, luôn an lành và luôn hạnh phúc ạ. Thì đây là cũng có hoàn cảnh hai cô này. Thì thật sự mà nói thì hổm rài là cái chị này nè. Cái chị này tên chị gì quên là chị? Chị Chính, chị ở chợ Tân Hiệp á. Chị điện thoại cho Phong Nguyễn quá trời. Điện mà tại vì Phong Nguyễn là đang đi giúp bà con nghèo nên đang ghi hình đâu nghe chị được. Rồi cái xong xuôi là chị mới tìm được số điện thoại của chị Ngọc, là chị mới nhắn chị nói rồi chị ơi, thấy chị đi chung với Phong Nguyễn thì chị làm ơn chị nhắn Phong Nguyễn giùm xuống giúp hai cô này. Giờ hai cô này khổ quá. Hai cô ngồi ở đây hả chị? Đúng rồi đó. Thì bữa nay thì cũng có đi với một người chị là chị Châu Ngọc, cũng có làm mạnh thường quân đi lại để ghi những cái hình kỷ niệm của bác anh chị. Thì thôi giờ thì để em vô trò chuyện để lấy thêm thông tin hả chị Ngọc ha. Trước nhất thì Phong Nguyễn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả mạnh thường quân nha. Giờ con chào hai cô nha. Con xin phép gắn cái mic ha. Trong đây là cái gian nhà của hai cô hả? Cái này là chủ nhà các cô ở. Với trước thì ở ngoài chuồng, thấy nói thẳng lại đi. Và ở đây là chủ nhà, người ta cất cái nhà cho hai cô ở đây. Cô cứ bình thường không sao hết, giống như hàng ngày thôi. Cô đây tên gì, bao nhiêu tuổi cô? Cô Trương Thị Sa, 68 tuổi. Cô Sa. 60 mấy không? 68. 68 tuổi. 68 tuổi. Chồng con cái cô đâu? Cô hồi đó giờ cô không có lấy chồng, cô đi ở mướn không? Là hai cô đi ở mướn luôn hay sao? Cô hồi đó cô này cũng đi làm mướn rồi sao? Thời gian cô lớn tuổi rồi cô cũng xin nghỉ. Rồi còn cô thì cô làm ở đây từ hồi nay là 30 mấy gần 40 năm rồi. Cô là chị em ruột à? Rồi cô thấy bà chị về ở với cháu họ không yên tâm. Không, rồi cô mới kêu bà chị xin là chủ nhà cho bà chị. Cô bình tĩnh đi cô bà chị ở chung với cô, đặng cô dùm nó bị đọt bá cũng hai bệnh với cao huyết áp. Ở đây là cô, hai cô là chị em ruột ha sao? Chị em ruột. Lúc ba má cô chết á, ba cô chết trước một năm. Rồi bà già mới chết sau là cũng năm sau rồi, hai cô buồn quá còn nghèo nữa. Rồi hai cô giao đất ruộng lại cho thằng con của, là con cô cậu á, nó canh tác rồi trả cũng như là trả ruộng lại, rồi hai cô đi làm mướn tới giờ luôn. Bà rung dữ lắm, bà không có cầm. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Cô tên Sương, Trương Thị Sương. 72 tuổi. Con nghe nói là cô đi ngoài đường mà cô bị xỉu là có không? Có xỉu 3 lần. Xỉu 3 lần hả cô? Dạ. Là ai chở cô về? Không đa ôm chở về. Trời ơi. Người ta kêu không đã ôm trở về mà còn cho 100 ngàn nữa. Trời ơi. Rồi cô về cô thấy bà nằm xả la mặt mày xanh lét mà mình mấy như là biển ta tát nước, tay chân quýu hết. Cô mới ra là nấu nước nóng đồ thoa bớt đồ dầu rồi cô mới chở bà đi bệnh viện. Cô hôm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 72. 72. Đây là cô, là chị của cô bên đây. Hai chị em mà không có chồng không có con luôn.
Là hiện tại bây giờ là cô đang ở nhà. Đang ở đây. Cô chiều cô đi bán với cô. Đâu đi đông nổi đi ra đường bác sĩ bất tử rồi sao? Cô nay là 68 tuổi rồi mà đi bán một ngày cô bán bao nhiêu tờ giấy số? Bị về cô bán có dắt chiều không? Cô lấy có 120 tờ làm 10 cặp đó con. Dạ. Rồi cô đi bán rồi về sớm cô mới lo trong việc trong nhà trong này rồi mới lo về đo cho bà chị cơm nước đồ rồi mới ra ngủ ở đây với bà chị. Là ở đây là người chị ở đây là biết được cái hoàn cảnh này nên là liên hệ chị Ngọc ha. Dạ. Dạ. Xin phép chị ha. Giúp chị cũng nhiều lắm. Cái hoàn cảnh ở đây là sao á chị? Chị thì cô không biết, cái em này nói là hoàn cảnh của cô á bị gặp khó khăn với lại hai cô lớn tuổi mà làm mướn hồi đó giờ ở đây. Thì cô chị với con thủy này hay giúp hai cô này, nhưng mà cũng như là tụi chị đâu có mà như đâu có nhiều tiền đâu giúp, cũng như giúp cái hoàn cảnh cô khó khăn thì giúp 100-200 ngàn thôi chứ không có giúp gì hết. Rồi thấy khó khăn quá thì cô chị có điện Phong Nguyễn, mà chị điện hoài chú mất máy, rồi cái chị mới điện chị Ngọc. Thì ngày hôm qua thì chị Ngọc mới nói là chú xuống rồi mới nói cho hai cô này biết, tặng Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai cô này, cũng như là về già như có một số giống hay về quê gì á chú. Chứ bây giờ không có. Chị biết quê của hai cô này đâu không? Ở dưới Long An á. Long An. Tầm vô á mà không có tiền về quê, tầm về quê luôn. Còn cái nhà ở đây là sao chị? Ở bà chủ cho ở đỡ. Bà chủ cho đỡ. Nhưng mà làm tháng lương thì có 2 triệu mấy mà. Tính ra một tháng có 2 triệu mấy hả? Sao sống nổi rồi bệnh hoạn vô bình thương hoài. Rồi chị là cũng như là ở bán ở chợ, chị không có dòng họ bà con gì hai cô này, nhưng mà thấy hoàn cảnh rất là thương. Nhưng mà cô chị thấy trên YouTube á là chú Phong Nguyễn với chị Ngọc hay đi giúp đỡ á, chị mới điện chú đứng xuống giúp đỡ hai cô giùm. Như là những nhà hảo tâm với mấy người có tấm lòng nhân đạo trong nước và nước giúp đỡ hai cô á là chị rất cảm ơn. Là chị cũng là người dân thôi chứ chị chị cũng không biết gì hết. Không, cũng không có thấy có chồng có con gì hết. Không, chị thấy đó giờ ở đây làm mấy chục năm rồi nha. Không, khỏi đi đây, tụi con là người đâu có bà con gì hay cô. Hôm nay cô dẫn cho con vô tham quan nhà một tí đâu cô. Xin phép cô ha. Cô dẫn vô đi. Cô này chắc yếu rồi nên đi không được. Yếu lắm, đi bên luôn. Bây giờ mà các bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà chị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Này cô, hai cô ở đây là bao lâu rồi? Cô ở đây là coi như là 30 mấy năm. 30 mấy năm. Gần 40 năm. Dạ. Hằng ngày cô đi bán vé số rồi còn làm gì thêm không? Thì cô làm việc trong nhà đó đó. Là làm giúp việc hả sao cô? Giúp việc cơm nước nhà cửa đồ á, như là dọn dẹp phụ nhà cửa đồ vậy đó. À, vừa bán vé số mà vừa giúp việc luôn. À, là chủ nhà là cho ở đây. Lúc trước á là cho tôn với cho cọp, rồi cô bán cô mất tiền cái mới mua thiết đồ với cô dừng thêm, cũng như là nóng quá đồ đó rồi cô tự mua cô che. Còn mấy cái này là cô mua, cô bán vé số cô mua trả góp. Còn cái trường hình này là người ta cho trường hình cũ á. Cô ở đây nhà vệ sinh ở đâu cô? Nhà vệ sinh ở ngoài đó, cô đi chung. Đi chung với chủ nhà. Dạ. Mình đi chung thì mình phải có trách nhiệm dọn dẹp hết không? Dạ. Là cái này là cô cũng quê cô ở đâu được? Quê cô dưới Tầm Vu á. Tầm Vu mà nghe chỗ mà Tiền Giang này về nó cũng gần mà sao cô không có về ha? Cô về chứ không có phải cháu ruột. Thành ra cháu kia, cháu trai thì nó còn đỡ cháu dâu. Nó mằng dần mâm sáng chén đến khi đến nỗi mà cô cúng ông già mà cô cũng không dám bày biện nữa là con biết làm sao rồi cháu. Cháu như là cháu họ mà. Chỉ là cháu thôi. Hả? Vậy là người cháu thì cũng không có xem không, cô ra gì hết. Không có nói gì, thằng cháu thì không nói gì, nhưng mà cháu dâu thì nó cực khổ thì hay là nó về nó không muốn mình ở đó. Dạ dạ. Và cô không muốn về. Nói chung là cô còn bà con họ hàng nào thân thuộc không? Không có ai, con của người cậu thì cũng có gia đình riêng, già rồi cũng có gia đình riêng, cũng có con riêng rồi. Cô bà già cô thì ông bà già thì bên chú bên ngoại gì đâu có, không có về lâu lắm rồi. Nay là hồi đó là cô đi lên đây là 13 tuổi à, là cô
không có, bây giờ không biết mấy người đó ở đâu, mấy chú á. Ừ, vậy là bây giờ cô cũng không biết là mấy chú ở đâu hết. Không, không biết con có mấy chú ra sao. Cô nói là sự thật chứ không phải là cô ngụy biện gì hết. Nếu cô ngụy biện sau này con sợ con là cô chịu trách nhiệm hết. Dạ dạ. Cô sống là coi như là độc thân một mình, không ai. Cô chịu. Làm giúp việc bên đây là một tháng bao nhiêu tiền? Bà vợ chồng trả cô một tháng 1,6 triệu. Ủa là sao bà vợ chồng cô? Là sao cô? Thì bà vợ chồng là cái chủ nhà này, còn dâu á thì là ở đây là bà vợ chồng của cô hả? Bà vợ chồng của dâu á thì bà vợ chồng là bà chủ nhà của cô. Rồi con là bà trả cô 1,6 triệu. Nhưng còn... mà bà vợ chồng là của ai hay là của cô hay là của ai? Quên, trời ơi. Cô, bà vợ chồng là chủ của cô chứ không phải là của cô. Trời rồi ơi. Con dâu á, dạ, dạ, thấy đúng. Vậy trả cô thêm 1 triệu là 2,6 triệu. Nhưng mà ngoài ra nay là 30 mấy năm rồi cô không có hề được một cái tóc giải mà quần áo. Còn là cô mua rồi cô trả góp, mua chị, mua thôi, em. Thôi. Nói chung là bây giờ mình đang ở trong gia đình phụ giúp cho người ta thì cũng là một cái điều gì đó, nó cũng người ta giúp đỡ mình nên là cũng đừng có nói bên khoảng đó cô ha. Không rồi chủ nhà lại buồn lòng rồi, tội cho cô. Không, bị gì cô nói là sự thật cho cô kể sự thật. Dạ, dạ. Thôi nhưng mà đại khái cô sợ ảnh hưởng tới công việc của cô thôi. Dạ, dạ. Đúng rồi, mà cô nói chung là vậy là một giờ, tháng là 2,6 triệu. 2,6 triệu. Dạ. Cần đồ ăn, cơm nước đồ là nhà tạm với nhà từ thiện ở đây bên chùa với mấy người ta thấy tội nghiệp ta cho với cô đi bán số á, cái người ta cho. Dạ, giờ thôi mình đi vô ngoài hả cô hả? Ừ. Đại khái thì... là cô ở như vậy. Dạ, hai chị em cô là nằm đây. Ừ. Tối là hai chị em ngủ đây luôn. Ừ. À. Rồi thôi ra ngoài đi hả cô hả? Ừ. Dạ, cô. Để cô kiếm nước cho mấy đứa. Bây giờ theo như con thấy tại hai cô này thì cũng rất là phấn đấu. Nhưng mà giờ lớn tuổi rồi, yếu đúng như rồi. Con nè, con nói thiệt á, con giờ hai đầu gối con đau muốn chết luôn. Đúng rồi. Con muốn, nhiều khi mình muốn nhưng mà cái sức lực mình nó không còn như hai cô này. Sức tàn của kẻ đúng rồi, sức tàn của kẻ. Đúng không má My? Đúng rồi. Má My nhận thấy hoàn cảnh này sao má? Thấy hai chị tuổi già cũng rất thương, rất tội nghiệp. Cô độc không có con cái gì hết, mà cũng cố gắng vươn lên để mà tìm cái sự sống, tìm cái sự sống cho mình. Thì ở đây mình mới biết được cái hoàn cảnh thì mình người chút cổ ít lòng nhiều, giúp cho hai chị để mà vượt qua những cái cơn khó khăn này vậy thôi. Với lại đây là chị Lan nè. Chị Lan nè, nói thiệt á, chị Lan ở bên bên Mỹ về với chị Hương là bạn của chị giờ bao nhiêu á. Thì hôm nay là đây rồi là bao nhiêu là cũng mừng, cũng mừng. Bao nhiêu rồi quý hai cô. Dạ. Thì Tâm Ngọc có mời là má My với lại chị Lan với chị Phượng xuống chia sẻ yêu thương với hai cô. Ờ chị Phượng. Nhìn thấy hai cô chị đã sao cái này sao em sao cứ vậy nói không con không chồng mà không con nữa mà 30-40 năm nay đi làm mướn bây giờ là già rồi làm gì nổi. Thì tụi em xuống đây giúp được cái gì thì giúp, tìm không quá trời lên. Không, chị thấy chị xúc động. Chủ nhà này, dạ. Nói là cảm ơn chủ nhà này lắm. Dạ, dạ. Cũng như người ta nghĩ mình bằng lâu rồi, cái người ta cho mình ở ngoài này nhưng mà ăn cơm, ăn đồ. Cái này được bắt tập tâm, tại con nói vui nãy thôi nha chứ. Không có. Vậy con vui, con nói vui vậy là con cảm ơn cái chủ nhà đã cu mang hai chị em này mấy chục năm đó. Cũng mong là sau này là chủ nhà tiếp tục giúp đỡ. Giúp đỡ giùm cho hai cái chị em cô này. Dạ. Chứ tụi mình thì tới chị em mình tới lâu mình tới là mình đi mất rồi. Dạ, còn, dạ. Còn ở gần này nè, mình nhờ người ta. Dạ. Dần ngó dần. Không ăn lên.
Dạ. Đây chân sân lúc đó là cô ơi nè cơm ơi khớp mới cô làm quá tay chân bị mắt hết trơn con cắt gì cô đâu rồi giờ trao quà đi ha anh cầm cho nó đau có duyên con cho thuốc kệ đưa thôi nói gì nấy đưa luôn đi chị đưa thôi của người nào người đó đưa dạ. Trời ơi, trời ơi. Quá trời, hai cô cao thiệt luôn anh nhưng mà ốm quá. Có ăn gì đâu. Để ha. Thấy cái hoàn cảnh của hai chị rất là đáng thương thôi, mình cũng có chút xíu gửi cho hai chị để dùng những khi cần thiết nha. Dạ. Cảm ơn dạ, chị. Chúc đồ hai người mau khỏe mạnh. Dạ, thì con kênh Châu Ngọc Bến Tre của ít lòng nhiều của con nha, của cho bằng cách cho. Bây giờ con cho của con cũng của ít lòng nhiều của con nha. Cô cũng vươn lên trên cuộc trong cuộc sống nha cô nha ha. Cô... Dạ thì dạ, con thì của ít lòng nhiều thôi cô nha. Dạ, dạ cô... tay dỗ nên kêu. Thì đúng rồi. Con kính mong của chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài cô... nước nếu như có tấm lòng từ thì cũng xem được cái clip này thì cũng chia sẻ yêu thương vì cuộc sống vô thường cho đi là còn mãi mãi. Hy vọng rằng cô chú anh chị nào xem được cái clip này kênh Phong Nguyễn hoặc là kênh của con nó có liên hệ được giúp thì con sẽ từ chơi con ha chị em con sẽ đến đây hát cô tự nhiên nha cô chứ con cũng chả hứa gì cô dạ. Cảm ơn dạ, con dạ cảm ơn dạ, chị cô chị đã giúp cho dạ hai chị không có sao đâu cô dạ bình tĩnh cô ạ dạ cô không có cô mừng quá cô không nói được cô ơi cố gắng đi cô dạ cũng bệnh tim đó đang đóng dàn lại trên con quỷ cũng còn ít á nên con cũng chích trong phần nhỏ nhỏ để hỗ trợ cho hai cô ha dạ ở đây có chú Thanh Cường ở Mỹ gửi cho hai cô 1 triệu uống sữa ha dạ, dạ. Cảm ơn cô mấy anh dạ. Chị mấy ấy đi tới đây dạ, dạ, sao bao nhiêu rồi em cô cũng quý thật lạ dạ. Nhờ là Tân Ngọc nè có xe mới chở xuống đây chứ cũng không biết dạ dạ dạ, dạ. Cảm ơn cô giữ nha dạ 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 rồi để tiếp tục xin mời một cái dạ, người chị cho em gửi 1 triệu cho hai chị để bồi dưỡng nha dạ cảm ơn chị dạ rồi để Lan mời chị Lan là thôi Lan tặng đi mua thuốc mua đồ ăn gì đó hết dạ cảm ơn dì cảm ơn dì Lan rồi con cũng chúc sức khỏe hai cô nha dạ cái này được cố trong nhiều dạ mừng dạ, lắm cô, được quý quá rồi sức khỏe và mình chi tiêu đúng cô xài cố hà tiện dữ lắm xong rồi hả mà con xong hết rồi mà con không hết rồi không tâm như đây anh thật không có ăn cái thuốc quý không có ăn dạ mua trái cây gì ăn cái trái cây gì thành ra nó mất sức cô thì hôm nay vợ chồng con xuống đây thì có mời cả gia đình con như má má Trà rồi chị Lan chị Phượng rồi em Ngọc thì với Phong xuống đây thì trước tiên là thăm cô rồi chúc hai cô là ráng cố gắng lên có nhiều sức khỏe rồi sau thì thôi mời hai chị đi nè cũng nhờ hai chị này nè đi mời hai chị vô để bà con đây biết nhiều khi bà con đi vô đứng cận cô nè mời chị là cô con nhờ hai cái chị này nè là con mới biết con mời cả gia đình mẹ con với mấy chị con đi đó đúng rồi mà có nhịp cầu mới biết được mới đến thì bây giờ là vợ chồng con Tâm Ngọc là gửi cho cô 5 triệu 5 triệu là để giống như cô bảo bổ sức khỏe rồi lúc nào không khỏe thì có thể trái gió trở trời đó thì cũng có chút xíu để cô có dùng dạ để dành anh đếm lại đi anh trao cho cô đi đếm lại đi chứ không biết đủ thiếu vậy đếm nha cô trời cô không biết đếm đưa cô kia đưa cô kia thôi cô kia đưa cô kia để cô cảm đâu sao vậy biết đếm mà cầm rung dữ lắm rồi không có sao 3 4 dư dư luôn giờ cô cũng chúc sắp sửa cô dư đó chứ không thiếu đâu con cũng vợ chồng con chúc cho hai cô được nhiều sức khỏe nha để vượt qua những khó khăn trong lúc này để sống ngoài 100 tuổi luôn hai cô cũng xin cảm ơn
là hai vợ chồng Tâm Ngọc và mấy chị, mấy gì? Dạ. Chị với mấy gì đây? Với luôn dạ, hai đứa này. Mạnh Thường Quân, dạ, dạ. Xương không tới đâu. Dạ, hai cô khóc rồi, khóc rồi. Hai cô có giữ tiền được không? Giữ tiền được không con? Nó giữ. Con thấy vậy nè, nếu giữ không được thì gửi cho cái chị đó lấy lần lần. Lấy lần lần mình. Dạ, lấy lần lần xài. Dạ, đếm lại. Giữ lại coi nha. Đây cho con xin nha, con đếm coi được bao nhiêu. Nếu cô giữ bao nhiêu thì giữ, còn không được thì gửi chị. Tại con nói vậy nè, không phải tiền của cô mà con gợi ý như vậy. Nhưng mà con cái là cô này đi bán vé số, không có bỏ túi theo nhiều được. Còn cô này thì bệnh ở nhà, nhiều khi có biết gì đâu. Còn chị này á, ở nhà để cho cô giữ, cô ở nhà. Dạ, không. Dạ thì giờ mình đếm đi rồi đưa cho cô đi chị ha. Ok, lắm đi chị. Ở trong đây trong tên nội. Dạ, đúng rồi. Ở ngoài đường nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Ở đây hồi tối ngày mình có nhớ cho cô để nhớ. Quay lên đăng trên mạng đó cô, mình thấy đấy. Cộng đồng mạng là trong mà đúng không? Không có nhiêu đâu. Dạ. Dạ. 10 triệu 500. Không phải, em mấy chị điếm cô dính thầy. Vâng. Quá mà chị ơi, chị đưa em điếm. Nè điếm đi. Trời ơi, mình bỏ vậy. Tại mình nãy cho 1 triệu rưỡi. Dạ, này đó 10 triệu 500. 3. Con thấy không, con dở rồi tiền, không điếm nữa, biết đâu. 7. Bởi đâu có làm cái tiền. Nhiêu cũng xin chậm không, đâu có giữ tiền. 11 triệu 500 người ta. Vâng. 11 triệu 500. 11 triệu 500. Quá dữ. Đây con trao cho cô hai câu này. Dạ giữ nha cô nha. Đây 11 triệu 500. Và cô các Mạnh Thường Quân. Dạ. Biết đâu mở cánh cửa này rồi Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị có tấm lòng vàng giúp hỗ trợ cho cô nữa gì sao ha. Nếu mà có kênh, nếu mà cô mua chú Mạnh Thường Quân nào mà có điện thoại con với em con đấy, có duyên lành con sẽ đến để giúp hỗ trợ cô lần nữa. Dạ. Với mình không có hứa trước nha cô nha. Dạ. Động viên cho hai bà đó chị. Dạ chị động viên đi chị yêu. Cô, tụi con xuống đây là cô là biết đó. Mẹ đó. Con nè, con mấy chị đi. Con là bận bịu dữ lắm nè. Chị dạ. Con là chị Lan nè. Dạ. Đó. Dạ, ruột á. Là chị đi chiều chị hẹn có lịch rồi là... Ừ, thấy chưa? Người ta nói là Tâm Ngọc thấy sang bất hoàng làm họ đó bà con. Nhưng mà bà con thương Tâm Ngọc đi. Tâm Ngọc á, nấu cho bà con thương để bà con về Việt Nam là có thể có cơ là giúp cho bà con nghèo. Được phần nào thì mừng phần nấy. Chứ không phải là Tâm Ngọc thấy sang bất hoàng làm họ mà để cầu là lo lắng hay là giúp đỡ gì cho Tâm Ngọc đâu. Mong bà con thông cảm bỏ qua nha. Dạ, rồi con nè, là cô thấy không? Con nghe là cô là coi như hồi đó giờ không chồng không con gì già, neo đơn. Thì tụi con thương dữ lắm, mới mời má con lớn tuổi nè, thức hồi phi tới giờ đó. Thì cô thấy là cái tình thương của gia đình con dành cho cô biết bao nhiêu. Dạ, thì cô thôi ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Thí dụ con có dịp con đi ngang con ghé con thấy cô khỏe là con mừng nha con nha. Dạ. Dạ. Hai cô cảm ơn. Chị sao mấy gì sẽ mất tụi con. Dạ dạ. Cầu mong cho tôi ơi bà chị sống được mà trên 100 tuổi. Còn mấy gì thì cũng là gần 101 tuổi. Tâm vô nó câu động viên hai cô đi nha. Đi tới có chị yêu của em là Phòng Vinh. Anh em nói quá lâu. Nói với người sao bằng làm họ không? Ôi mệt quá đi, em biết. Thôi cuối cùng con cũng xin chúc hai cô được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ cô này đi bán hả? Cô này ở nhà hả? Dạ ở nhà chứ đâu dám đi nổi. Rồi cô có đi trị bệnh gì không? Dạ cũng có đi bác sĩ hoài. À, đi bác sĩ con mình mới thiếu... trên bệnh viện về. Mới lên huyết áp 200 mấy rồi đi vô nhập viện luôn. Mà nằm ngồi dậy uống nước mà bác sĩ cũng không cho ngồi. Hồi giờ mình, ví dụ giờ mình có chút tiền của Mạnh Thường Quân của tụi con chia sẻ đó, mình đi khám, mua thuốc uống. Dạ. Dạ. Đặng mình có sức khỏe mình mới đi làm công việc được. Dạ. Dạ. Sữa hay gì đó uống. Dạ. Rồi con chúc hai cô sức khỏe sâu rung chứ. Bệnh á, tai biến giống mà canh xanh quá ha. Tai biến, mua sữa ăn xua một hộp đi cho cảm ơn hai chị nha, hai chị. Dạ, dạ. Cảm ơn chị với cảm ơn dạ. Mấy gì vậy? Hai cậu chị cũng dòm ngó giùm hai cô như chị chứ tụi em ở xa quá thương mà cũng không được thương sao vậy với hai người này là thôi cứ cho tiền lâu lâu là 100, 200 trăm hai trăm bài à. Rồi.
Hôm nay con cũng cảm ơn má Mi với chị Phượng, chị Lan, anh Ngọc Bến Tre hả? Đã đồng hành cùng vợ chồng Tâm Ngọc xuống thăm hai cô, thấy nhìn hai cô thấy tội quá. Dạ. Cười. Tâm Ngọc cũng chúc tất cả các quý khán giả Mạnh Quân kênh Phong Nguyễn cũng như kênh Châu Ngọc Bến Tre. Ngọc Bến Tre được nhiều sức khỏe và mọi điều may mắn đến trong cuộc sống để quay về giúp bà con. Dạ. Em cũng hy vọng là vậy đó anh. Rồi cảm ơn Phong Nguyễn nha. Cảm ơn Tâm rất là nhiều. Cô nghe trên truyền hình nói là Phong Nguyễn tới truyền hình có Phong Nguyễn mà ai mới thấy Phong Nguyễn. Dạ, cảm ơn cô. Nổi tiếng chưa? Dạ. Bữa nay mừng quá hả cô? Cũng như là cứu hai trời cứu hai đi em cô. Dạ. Tham gia cho mượn cứ 1 triệu thì 200 ngàn. Dạ. Bây giờ vậy. Còn thiếu nhiêu cô? Nếu mà bao nhiêu triệu nữa ngoài giờ mình đau rảnh thì nếu mà đậu Chúa thì cầu nguyện gì. Nguyện còn đạo Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật nghe để cô đạo Chúa đạo Phật ăn càng cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát đó mẹ. Bữa nào cũng nguyện 2-3 lần. Cô ở ngoài là bao nhiêu một ngày cho bệnh tật cô trừ một ngày là cô tiền đi nha, trả tiền ta mượn tiền rồi cô mượn chắc cô trả hết chứ lời quá cao mà cô góp thì cô góp nổi mượn thứ nợ hết nhiêu còn 4 triệu nữa. 4 triệu nữa hả? Rồi trả đi để đừng có hồi góp thì có tiền cô góp đi bệnh viện bây giờ lấy trả tiền lời mỗi ngày nó đâu có để mình đứng đâu mình phải góp còn thì thôi có tiền thì cô thiếu 4 triệu người ta cô trả đi cho nó đỡ còn nhiêu là cô làm vốn còn mai mốt mà bà chị có khỏe cô đóng cái ghế á để ngoài lộn mé lộn này nè cho chị ngồi chị bác. Dạ, bán giá số ha cô ha? Bà bán, để ít vậy cho bà ngồi bà bán. Chứ để bà nằm hoài cũng teo cơ nữa. Dạ. Bởi vì trong cuộc sống này còn rất là nhiều người tốt. Nhất là trong chương trình ngày hôm nay á, thì Phong Nguyễn cũng không có biết nói gì hơn. Cảm ơn một cái người má của anh Tâm, má mì của anh Tâm. Với những người chị, người cô, chị Ngọc anh Tâm với chị Ngọc ở dưới Bến Tre rất là nhiều. Đã trợ duyên cho hai bà. Thì hồi giờ thì con cũng thu xếp đi về nha. Chúc hai bà luôn bình an, nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn cậu, cảm ơn Phong Nguyễn. Dạ. Con có số điện thoại kìa. Dạ. Con có xài điện thoại, con có muốn điện không? Dạ, được, con có gì con nhắn tin cho con á. Tại vì con chạy ngoài đường không à, nhầm khi cô bác điện không được thì con cũng ai lắm. Vô bà lấy cái điện thoại cho nó lưu số đồ, lâu hỏi thăm thôi chứ không phải về. Dạ. Hỏi thăm con thôi chứ không phải mà cầm mong cái về. Trời, tới đây là quý dữ lắm rồi. Dạ, hai cô giữ tiền kỹ nha. Cô trả hết nợ 4 triệu, còn nhiêu là cô để dành cho bà chị, lo cho bà chị thuốc men với máy. Thì cũng cầu mong có một cái duyên nào đó để Phong Nguyễn cùng với chị Ngọc á đi xuống đây một lần nữa. Thì chúc cho hai cô ở đây luôn bình an, vui vẻ, nhiều sức khỏe. Chúc khán giả luôn có tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trong gia đình luôn. Rồi hẹn mời cô bác những đoạn video tiếp theo. Rồi. Cô có sợ là con xin lỗi, tại hồi nãy ghi hình trong nhà cô thì con quên cô với con mới mời cô ra đây nhận bánh giùm. Bánh này là của con đại diện cho anh Khải với chị Kiều, công ty bánh bía Tân Phúc Khánh ở Bến Cát Bình Dương, là trao tặng cho bà con. Rồi anh chị cũng chúc bà con ăn bánh ngon miệng rồi luôn có sức khỏe nha cô. Cô cũng gửi lời tới cảm ơn anh Khải chị Kiều. Khải với Kiều. Cảm ơn vợ chồng con luôn. Cảm ơn Phong Nguyễn nha. Cảm ơn tất cả hết. Chúc cô sức khỏe. Sức khỏe nha. Rồi cô vô đi cô.